Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương về việc bán đất giá rẻ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Những sai phạm sẽ được quy về trách nhiệm cá nhân, nhưng bên cạnh đó là bài học về quản lý đất do các doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ. Khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là tài sản nhà nước giao cho Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, hay còn gọi là Công ty 3 tháng 2, để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú. Năm 2016, doanh nghiệp này đã chuyển nhượng khu đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, một công ty liên doanh có 30% vốn của Công ty 3 tháng 2, với giá hơn 250 tỷ đồng. Mức giá này không bằng một nửa so với giá trị tính theo bảng giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương chuyển nhượng 43 ha cho Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú đã gây thất thoát nhà nước là 126 tỷ 806 triệu đồng theo giá tạm tính với khung giá Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành vào năm 2016. Còn giá trị thực tế để xác định thiệt hại thì sẽ cơ quan cảnh sát điều tra sẽ trưng cầu hội đồng định giá để có kết quả cụ thể. Sau khi chuyển nhượng 43 ha, Công ty 3 tháng 2 thoái vốn khỏi Công ty Thiên Phú, hoàn tất quy trình biến đất sở hữu nhà nước thành đất của doanh nghiệp tư nhân. Điều đáng nói là ở thời điểm năm 2016, Công ty 3 tháng 2 là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tức quyền định đoạt 43 ha trên thuộc về tỉnh ủy Bình Dương chứ không phải doanh nghiệp. Vấn đề góp vốn bằng đất là một vấn đề đã có nhiều những cái vụ việc nổi cộng trong cả nước chứ không riêng gì ở Bình Dương. Đấy. Tôi xin nhắc lại về chủ trương là tỉnh ủy Bình Dương hoàn toàn đúng và cho Công ty 3 tháng 2 góp vốn liên doanh lúc đầu là bằng tiền. Đó. Như vậy thì vấn đề là Công ty 3 tháng 2 có thể là đã không nói rõ bản chất của sự việc đối với cơ quan chủ quản là tỉnh ủy Bình Dương. Đó. Nếu xét theo quy định của luật đất đai thì việc Công ty 3 tháng 2 đem một tài sản là bất động sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nghĩa là chưa có quyền sở hữu, đi ra liên doanh thì ngay từ đầu về bản chất hợp đồng đó nó đã là vô hiệu. Theo cơ quan công an, lãnh đạo Công ty 3 tháng 2 sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai phạm làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Còn các chuyên gia cho rằng cần có những biện pháp mạnh hơn, chặt chẽ hơn để quản lý đất đai do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ.